cái này một mình con ăn á không nổi luôn. Làm sao mà nổi, hai đứa con chưa chắc là hết á. Hai đứa không hết luôn không? Rồi, rồi đây. Rồi, hôm nay mình đến quán của Hoàng bán 7.700 món. Và hôm nay là thủ tiếu gà nha cả nhà má ơi. Mình ăn nửa con gà luôn cả nhà ơi. À, lúc đầu cô nhớ cô nói là không thể nào ăn hết đúng không cô? Hốp hết. Rồi con hốp hết nước luôn nè cô. Quá hay luôn á, thì không biết sao mà. Có mặt ở một hẻm ở ông Bích Khiêm cả nhà ơi. Vào đây thì buôn bán rất là tấp nập luôn. Có một cậu bé đứng bán áo mưa rồi bán xin gum. Ô, cậu bé. Xin phép chưa mà quay vậy? Bán cho một cái áo mưa đi cậu bé, để đi chống nắng. Áo mưa lớn hay nhỏ vậy? Đây chỉ là công việc phụ của em thôi. Công việc chính của em hả? Bán thuốc lá hả? Bên đây. Rồi, cái mâm gà kìa. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Funny Hùng đây. Cả nhà thấy á, nãy giờ mình đứng mà mình cứ phải nép á cả nhà. Thì đây là ở trong một cái con hẻm tuy cũng nhỏ thôi cả nhà, nhưng mà có một cô, đó là cô Hoàng. Thì vừa rồi cũng có một bạn gợi ý cho mình cái quán của cô là bán 7.700 món. Hôm nay mình đến thì cô bán là hủ tiếu gà nha. Địa chỉ ở đây là số 86-9 đường Ông Bích Khiêm, phường 5, quận 11. Giờ mình vào quán. Trước khi vào mượn cô đi. Thôi vào quán thôi. Ok. Bây giờ là quán đã hết bàn đó cả nhà. Xe để cũng nhiều lắm. Tuy ở trong hẻm thôi nhưng mà cô bán rất là đông khách. Xin chào cô Hoàng. Dạ. Cô bán ở đây được lâu chưa cô? Bán tại đây là 28 năm rồi. Dạ. Suốt 28 năm là ngày nào cô cũng bán mỗi ngày một món vậy hả? Đúng rồi, từ hồi xưa tới giờ. Bán mấy chục năm. Là hủ tiếu gà hả cô ha? Cái bữa nay là hủ tiếu gà, thứ sáu là hủ tiếu gà. Bây giờ chè nữa nè cả nhà. Chè bà ba. Đó, lát phải kêu một ly ăn thôi. Dạ. Yeah. Bên mình là 7 ngày là 7 món. Dạ, yeah. Thứ hai là món gì con? Thứ hai là cháo lòng. Thứ ba là bún mọc. Thứ tư là bún mắm. Thứ năm là bánh canh cua. Thứ sáu hủ tiếu mì gà. Là hôm nay nè, thứ bảy. Thứ bảy là bún măng vịt, mà nếu nó dơi vô dằm hay mùng 1 thì ở đây cô bán chay. Ngày mai nè, nó rơi vô dầm đó thì cô bán chay. Thì chủ nhật món gì con? Ngủ chừng giờ thì là bún thịt nướng. Bảy ngày bảy món. Có bao giờ cô bán lộn món không? Không bao giờ. Kiểu như thứ sáu cô bán hủ tiếu gà mà cô bán qua bún thịt nướng. Không có. Có ha. Tại vì ngày nào mình vô bán món gì là có bạn hàng ta vô đồ cho mình rồi. Cho nên đúng là đúng mình rồi. Mình không thể nào lộn được. Quên cũng không được. Muốn quên cũng muốn được nữa. Đây là phần gì vậy con? Cái này là phần đùi. Còn cái này má đùi. Má đùi. Một to như vậy giá bao nhiêu ạ? 40 em. 40 ngàn nha. Là hủ tiếu nhưng mà ở đây có thêm mì nữa cả nhà. Có hủ tiếu, có mì, có phở, có bún gạo. Phở. Của em hả? 45 ngàn. Con này gà xé này chị. Hột nước á. Dạ. Cái còn á mình bán luôn đúng không cô? Mình bán luôn. Dạ. Ví dụ ai thích ăn xương thì mình bán xương không? Dạ. Ở đây có ai ăn nửa con gà chưa con? Chưa đâu. Gấp tư thôi. Nếu mà mình mua nguyên một cái gấp tư thì là bao nhiêu con? Gấp tư với hủ tiếu luôn thì khoảng nó tùy con gà từ 90 cho tới 100. À tùy cái size nữa đúng không? Đúng rồi, tại vì gà lớn gà nhỏ. Dạ. Dạ. Cô, còn nếu con ăn nửa con gà chúng tôi này thì bao nhiêu? Nửa con gà với tôi này, dạ. Phải không? Nếu mà nửa con gà, nếu mà tại vì gà này nó có gà lớn, gà nhỏ, dạ. Phải không? Từ cái giá đó 100 tới 200 thôi, hết dạ. Sức là 200 thôi. Rồi, vậy con nhờ cô làm cho con 3 phần hủ tiếu đi.
ba phần hủ tiếu. Hủ tiếu bao nhiêu đi? Với lại nửa con gà. Vậy là bây giờ cô làm ba phần hủ tiếu để chụp ở ngoài đi ha. Cô làm hủ tiếu mì vô, còn con gà cô bỏ lên trên nè. Nếu mà cô chan nước vô thì sao? Thì con, nó sẽ gần mép mép này nè. Con phải sử dụng liền á. Đúng rồi, con làm liền, ăn liền. Phan tại chỗ mà. Rồi. Đó, phần của cô sẽ hủ tiếu mì với lại giá và hành. Một phần. Các nhà biết sao mình ăn ba phần hủ tiếu không? Tại vì cái con gà nó to lắm cả nhà. Nửa con nó to lắm cho nên ăn bốn phần đó là nó sẽ tràn ra ngoài. Thì mình ăn hai phần thôi. Hai phần hủ tiếu hả? Ừ. Chưa hết một con gà. Thôi. Đi khôn thì chứ. Cô sợ hai con ăn không hết. Cô sợ hai người ăn không hết phần này đúng không? Ừ, thật sự là không hết á. Dạ. Yeah. Anh này túi cũng bự mà cô không tin tưởng luôn đúng không? Không. Không. Coi vậy chứ không hết nổi đâu. Một phần cô bán nhiều quá. Vì trứng non hả cô? Một túi mì này. Rồi. Ủa mình có trứng non hả cô? Trứng non mà bây giờ nó hết rồi nè con. Ừ, hết rồi. Rồi giờ cô bỏ cho luôn cô, được khỏi chặt cô, khỏi chặt. Không chặt hả? Dạ. Cô đó. Đó. Cho con một bộ lòng. Bán đông quá nên làm vậy cho nó nhanh để cô bán cho một khác đó. Dạ. Cho con một thêm một bộ lòng đi cô. Rồi, đây một bộ lòng nữa. Dạ. Ồ, nguyên miếng huyết đúng to luôn. Này huyết heo hay huyết vịt vậy cô? Huyết gà con. Gà. Bán gà là quyết gà. Chắc cô cho con thêm một khoanh xíu quách luôn đi. Rồi, ok. Cho hoành tráng thôi. Đây. À, xíu quách cô nấu trong xương. Vỗ tay. Tưởng xíu quách kia cả nhà, giờ xíu quách này thịt không luôn á. Rồi, nước lèo. Dạ. Ồ. Dạ, hôm nay không có nè, nghỉ mấy bữa. Chủ nhật đi em ơi. Cái này một mình con ăn á. Không nổi đâu. Anh nổi không? Làm sao mà nổi, hai đứa con chưa chắc là hết à. Hai đứa không hết đúng không? Rồi, rồi đây. A few moments later. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà cách làm nước tương để ăn với hủ tiếu gà nha. Ở đây là mình ăn với nước tương nó sẽ ngon nhất á. Thì mình cho cái xá kén này vào. Bắt đầu mình nhìn mình có tưởng thịt bằm không á? Anh lại tưởng muối tiêu. Tiếp đến là mình sẽ bổ không? Tiếp đến là mình sẽ trồng ít đường vô. Sa tế. Khỏi ra lên nha. Cô Hoàng ơi. Có một cái muỗng để ăn kèo. Đây. Đây cái này nè. Rồi hôm nay mình đến quán của Hoàng bán 7 ngày 7 món. Và hôm nay là thủ tiếu gà nha cả nhà má ơi. Mình ăn nửa con gà luôn cả nhà ơi. Trời ơi, nè thịt nè. Rồi cả nhà sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Bắt đầu. Rồi cả nhà nha. Cần á nha thanh niên. Cần á, hủ tiếu mì nè, có 3 phần rồi đó. 3 phần thôi mà quá trời luôn á. Wow. Anh kêu ăn 2 phần không chịu. Anh kêu 2 phần, bắt em ăn một con gà. Nó giỡn em thôi. Ai bắt em ăn một con gà. Thôi, anh giỡn như thật mà thật như giỡn. Nãy giờ vào đây anh mới để có một con cọp không ơi. Có một con cọp nằm giữ nhà nè cả nhà. Quái cọp. Con này ai vào nhìn cũng né hết đó. Sợ đạp đó. Hủ tiếu ngon nha, có cái vị của nước lèo từ gà, nấu từ gà và xương đó cả nhà. À mà anh không thấy là quán cô có xương ớt nè, quán cô chỉ có ớt sắc và sa tế thôi. Vào lòng chấm lại coi. Xá kén, thật ra mình cũng chưa biết xá kén là gì luôn. Nó là gì vậy? Xá kén là một cái loại kiểu như gia vị á, của Tây Bắc á. Cái mùi á, một loại gia vị của Tây Bắc để ăn vào nha. Người ta tẩm ướp những cái thực phẩm á, ăn này vào á làm cho cái gà nó có một cái mùi vị giống như là đã được ướp ba cái loại xá kén này luôn. Nó thơm lắm, nó không còn mùi gà nhiều nữa mà nó thay vào đó là cái mùi của xá kén và nước tương. Ở gần ở nhà thờ Tân Phú đó Hùng. Cái mì gà xá kén đó, cà ba đó. Cái này bình thường. Mà hơi thịt. Rồi. Căng á, hả? Không đùa được đâu.
Chơi hả? Hàng 23 luôn. Ồ. Này đây. Thịt gà. Chất lượng. Ở đây á cả nhà thì cô có bán chè nè. Cô ngày nào cô cũng bán chè ở đây hả cô? Đúng rồi. Mà có đổi chè không cô? 7 ngày 7 7 món chè kết hợp với dạ, kết hợp với 7 món ăn của cô, hai cô tạo thành một bộ đôi. Cô hay rồi đó. Như cô bán đồ ăn và cô sẽ bán món tráng miệng anh. Ừ, kiểu như ăn mặn xong rồi người ta sẽ thèm ăn ngọt. Hay quá cô ơi, chúc mình phải mua ủng hộ chè đó. Chè bà ba. Miếng mà mềm lắm cả nhà. Không sợ bà sau sẽ bị dai. Tiêu bách. Ủa chấm thì đúng không ta? Tiêu bách thường thích chấm mắm hơn. Hồi nãy mình cứ nghĩ xíu bách là cái bên trên kia, nhưng mà không, cái này là trong nồi nước lèo luôn, nhìn nên rất là ngọt nước luôn cả nhà. Rồi mình cảm ơn những bạn nào mà đã gợi ý cho anh em mình những cái địa điểm để mình đến nha. Tại vì cả nhà nhìn nè, cái hẻm này anh Lộc có bao giờ đi vào không? Anh có đi nhưng mà anh đi hẻm Bình Thới á. Bình Thới đi ra. Em thì cuộc đời em là chắc không bao giờ vào trong hẻm này luôn. Nhưng mà đó nhờ các bạn đó, đó nhờ các bạn chỉ á thì mình mới gọi là khám phá ra được những quán ăn ngon như vậy. Bạn nào bữa gợi ý mình thì lên nhận hàng nha. Mời bạn nói một cái đùi nào. Bạn Lộc á hả? Gì? Bạn Lộc á hả? Bạn nào comment á. Xong rồi được. Ý là mời trên clip á. Cái đùi này mình đã cắn dở rồi. Thôi mình mời bạn cái này đi. Cái cánh đi. Cái cánh đi. Bẻ cánh này. Bạn ơi, cảm ơn bạn đã gợi ý nha. Bạn ơi đừng nghiện nữa. Nhà mình còn gà thôi. Có gốc tư con gà mà bạn cũng đem đi để bắn cá. Đó. Nắm cho bạn luôn nè. Đó. Rồi mời bạn đó nha. Ăn giùm bạn luôn. Chứ giờ bạn đâu có ở đây đâu. Nếu mà gặp bạn đó ở đây á, mình sẽ mời bạn một tô. Cuộc sống này thật là bao la và rộng lớn. Nhưng đối với một chú cún, cuộc sống này chỉ quanh quẩn ở đây. Không phải đâu. Nếu chú to xác một xíu á thì chú cũng được mong men ra ngoài. Mà chú bé quá. Đấy là quanh quẩn ở cái xe này thôi hả? Đúng rồi. Chú này mà đi ra ngoài á, một là bẹp xe á, còn hai là ắn. Mấy bé này thì mình chẳng đi chơi dễ. Thôi nước lèo anh ạ. Ồ, nước lèo. Mình thấy cái cách của cô làm rất là bình dân cả nhà thấy không? Kế bên có một cái thớt. Mỗi lần ăn cô quay cô chặt phạt. Cái ghế có bánh xe luôn. Cô Hoàng ơi, sáng cô Hoàng có bán gì không cô Hoàng? Dạ không em ơi. Dạ. Bán một buổi vậy em ơi, giờ rồi. Dạ. Dạ. Con nghĩ là cô với chú với cô này là mấy anh chị em đúng không ạ? Mấy chị em. Dạ dạ. Có mấy chị em làm, hai mấy chị em được. Dạ. Thấy mấy cô mà mỗi người bán một món rồi có chú giúp nữa. Thấy tình cảm chị em quá thắng khích. Mình cũng mong muốn là mai này mình lớn lên mình cũng có một cái quán kiểu như mấy anh em mình làm chung với nhau. Hùng thì kiểu như đón khách nè, anh thì anh sẽ đứng bếp. Ghê à, mốt hủ tiếu rồi, đem tập về rồi. Tập về. Anh cho anh thêm một nhiệm vụ nữa. Gì? Nhận thách đấu của các fan. Kiểu đang làm nóng trong người á, Hùng kêu có lời thách đấu, cởi tập về quăng ra mồ hôi nhễ nhại. Bạn nào thách đấu đâu. Ở đây á mình thấy á có một cái lạc, nó là cô để không có chặt gà ra, mà ai ăn cái gì đó mình có lấy nguyên một nửa con gà ra cô chặt từng bộ phận. Hùng ăn chè không? Mua chè rồi không? Mua mấy nay mình đặt hàng đi để chút hết á.
Em năm bịch. Năm hả? Năm bịch. Ok. Đây không mua đâu. Cái này là hôm nay sổ luôn. Hôm nay á, hôm nay 96 rồi chú. Còn nhiều quá bà. Ồ, 93. Cái này ớn quá, 3 rưỡi. Gần hết giờ rồi đó. Ồ, nay sổ 4 rưỡi thôi bà. 4:15. Vậy trả kịp không? Không. Không trả kịp là giờ phải đi bán hết đó không? Rác đi bán hết á. Chân đau hay sao vậy? Nó nứt. Đi nhiều quá. Bà ở đâu? Tôi ở mướn gần đây. Mướn gần đây hả? Cho bà bán vòng vòng đây thôi gì? Chứ đi sao mà ở đây nhiêu đây bán đi vòng vòng. Lấy, con lấy cho bà nhiêu đây. Anh nữa đó đi. Anh này ha. Ừ. Rồi, rồi bà đếm đây bao nhiêu tờ? Rồi con lấy hết. Rồi, hai tụi con mua hết cho bà luôn á. Để có gì bà về sớm có mang ổ bánh mì với miếng bánh để theo ăn nè. Nào giờ bà có thấy ai ăn hủ tiếu mà nửa con gà giống vậy không bà? Bà trả lời dứt khoát quá. Rồi, cô bán hết luôn anh. Ồ. Trời ơi, ghê thiệt. Ủa còn mà. Ủa còn mà. Ý là sạch sẽ món gì đó là cái món gì đó. Ừ. Cắt là mời á. 30. 30 đúng không ạ? Đếm thử, đếm lại nha. Tôi đếm thử. Dạ dạ. Đếm thử, tôi đếm thử. Rồi, rồi con đếm lại nha. Ăn hủ tiếu không? 6, 8. 10, trăm mình hủ tiếu rồi chút tối ăn 16, 18, ăn chèo, con lấy cho bịch rượu 24, 26, 28 đúng 30 luôn, đúng 30. Giờ bà về đâu? Gần đây. Về đứng năm nay mấy mươi rồi bà? 68 tuổi con ngựa. Bà hơn 3 con 1 con giáp. Hay bà ăn cái gì luôn đi. Bà nói là bà ngán ăn thịt. Rồi tiền lẻ quá. Rồi 200. Đây nè. Đủ ha. 200 nha. Rồi thì ở đây cả nhà bà cũng lớn tuổi rồi. Bà không ăn đồ ăn đúng không? Rồi vậy con gửi cái này các bà có muốn ăn gì bà ăn. Con gửi bà liệt tì bà. Chứ ăn bánh mì không có nghe mà. Để mua thịt này kia ta ăn thêm vô. Dạ. Yeah. Có gì chúc anh gửi Hùng tiền. Ok. Dính nè, dính nè. Hiểu không? Hủ tiếu này á, mình múc vào dính có nước nữa nha. Nhưng cái vị của hủ tiếu á đậm đà. Có thêm cái tóc mỡ thành phi nữa nha. Chú một người ăn á chú. Một người ăn á. Nửa gà. Con không biết cổ gà. Cô hấp dẫn hả cô ha. Dạ. Dạ. Cô chú có hay xem YouTube không? Cô chú về đánh võ sư lập á là ra clip của tụi con. Tụi con quay ở Sài Gòn này cũng gần 800 quán rồi. Mình thích ăn cái thịt nào đó. Thịt này nó chắc. Hai cái đùi mà nó vận động nó nhiều. Vận động đó. Nên cái bắp cơ nó. Đúng rồi. Đã thiệt. Cô. Cô lấy con 12 bịch chè mang về. 12 bịch. Đỏ dùng con. 12 bịch chè hả? Đỏ dùng con 1 bịch 5, 1 bịch 7 nha. Dạ dạ dạ. 1 bịch chè cô bán bao nhiêu ạ? À dạ dạ, cô lấy 12 bịch. Rồi, 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 em chịu rồi. Người chú hay người mua. Anh, huyết gà mềm lắm. Nói nên niên vô quán gà nên ổ huyết heo. Huyết heo hay huyết vịt. Ủa ngày mai là bún ăn vịt đó. Là sẽ có vịt đó. Sẽ có huyết vịt đó. Ôi, cô Hoàng ra múc chè luôn rồi cô. Cái chè là ngon nè, còn cứ từ từ. Dạ. Dạ dạ. Cô cứ từ từ, tụi con ăn hết cái này rồi tụi con mới về mà. Không, múc không phải múc. Dạ dạ. Thanh niên bào nãy giờ mới hết cái đùi á cả nhà. Nên mà còn cái phần này là phần căng nè. Ăn cái này thì hơi tốn khăn giấy.
kiểu nó mỡ, mỡ nhiều. Ủa, bây giờ mình bào liên tục cả nhà. Giờ nhìn nó bơi đi nhiều lắm á. Bơi đi nhiều rồi. Cho em một chén. Này khăn á, em bào liên tục giờ cũng thấm rồi cả nhà. Giờ mà nó còn cái ức nè. Căng chứ. Ê, nhưng mà hủ tiếu chắc còn có một phần thôi à. Cũng khiếp thiệt. Niên này. Sao vậy? Niên này ăn đồ ngon mà nãy giờ. Mời hả? Chưa mời chắc nào. Anh cũng thắc mắc cái xác kén như thế này. À, ok. Đây nè, cho miếng thịt ở đây cho nó hấp dẫn. Ở đâu? Đây hả? Ừ, ngay phần ức đó. Đây, mời lọc miếng này nha. Ok. Chấm vào xá kén nè. Miếng này mình chưa có cắn đâu cả nha. Nó nằm một góc ở bên gà. Giống như vị thuốc bắc vậy á. Mình rưới này lên mình ăn luôn cho nó lầm. Tại vì cái này nó không có giấm được, nó to quá cả nha. Rưới mình ăn luôn. Nhắc đến cái ức này á thì là phải nghĩ đến những thanh niên tập gym. Người nào cũng phải cố gắng nuốt thôi. Không có mỡ. Đây cả nhà. Mừng chú này. Làm mình tưởng nó mừng mình. Ủa, mới gặp mà mừng dữ. Đúng là mấy chú chó thật là trung thành. Khi thấy chủ hoặc là người quen từ xa là đã bắt đầu vẫy đuôi rồi. Chứ thấy người lạ vẫy đuôi là mệt đó. Là mình nhớ tới con đệ ở nhà của mình. Con đệ nhà mình tên tên rất là tên nha cả nhà. Tên em. Con đệ đó đúng được cương triều luôn. Con đệ đó là được mặc tả rồi cả nhà. Để buổi sáng lên lầu này nọ chơi với mấy em của mình đó. Con Hoàng, con gà này nếu mà nguyên con đó là khoảng bao nhiêu ký rồi? Gà cô thường là 2 ký, 2 ký 2. Ủa, đâu cả nhà? Gà này to á. Dạ. Miếng này mình đưa răng và nó ra thịt. Nở ra thịt, nó không đi sát xương. Nó còn còn nguyên một cục khí quắc. Cái này để mình thêm vào á. Em tự thêm nha. Em đi thấy cục khí quắc ở ngoài, tưởng ít xương. À. Tại vì cô nhớ ở trong nồi. Tôi nói, phải nồi rồi. Chú ăn hết tô này không chú? Không, không, tự cô bác mỗi ngày, mỗi tối ăn. Có ai ăn được, trời, tôi ăn gì chết. Xỉu á. Tụi con à, tụi con là ăn mỗi ngày luôn á. Ngày nào con cũng ăn, ngày nào cũng ra clip hết á. Dạ, cứ 6 giờ. Dạ. 3 tô. 2 cục xương là 3 tô nè. Dạ, chú này là có xem clip mình. Ôi, còn bán hết chè rồi. Không. Kè gần hết rồi. Oh. À, là anh em mình đã order trước rồi đó. Cô thứ hai là cô bán chè gì? Thứ hai là chè khoai môn. Thứ ba? Thứ ba là chè đậu. Thứ tư? Thứ tư là bánh chua hấp trước chưa rồi. Bánh chua hấp. Cũng còn hơi ổn ổn. Thứ sáu là chè bà ba. Bà ba. Da gà hút trâu á. Em chỉ cần giải tán được cái này thôi. Cái này không? Là em thấy trong người nó cũng đỏ nhiều. Ồ, chú cầm tiếp không? Cầm lên tiếp. Ồ. Để mà bán được cả nhà 7 ngày 7 món thì cái khả năng mà để cô nấu nướng á nó rất là công phu cũng như là cực cả nhà.
Cô con nghĩ chắc cô tới 6 giờ là cô bán xong rồi hả? Đó thôi, tại vì cô bán quen tới giờ đó là hết. Dạ. Nếu mà thỉnh thoảng mà bữa nào từ thời tiết mà mưa rồi đó chậm hơn xíu. Bán chậm thì qua giờ đó. Dạ. Lâu lâu mới có người. Cô có bán qua app không? Có app rồi, luôn ship á. À dạ. Ship chỉ là Now á. Now. Bây giờ là Shopee Food. Tên là gì cô? Quán cô Hoàng á. Quán cô Hoàng có thể đặt qua lâu ship với qua Shopee Food nha cả nhà. Ô cái này ớt rồi, cái này ớt rồi. Cái đó là nó khung rồi, cái khung xương rồi. Nóng nhiều. Cái này nếu mà có thời gian á mình ăn luôn mấy cái này thôi. Dạ. Okay. Mình là... đây khung. Dạ. Có một cái anh để ý nha. Cái này là có làm khô luôn. Có hủ tiếu khô. Chắc có chứ. Thấy anh này ăn hai một cái chén nước kia một cái phần. À. 90% nè. Trời. Lâu rồi chưa có clip fail mà. A few minutes later. Wow. Rất là vui khi đã hết cái luôn rồi cả nhà ơi. Mới vào mình đốt sung nữa nha. Oh. Quá nhiều quá nhà ơi. Nếu mà nửa con gà cảm giác là nó cũng đã nặng rồi. Thêm 3 phần hủ tiếu nữa. Rồi thanh niên còn chăm thêm xíu quách nữa. Thanh niên làm vậy nhiều khi mình cũng thấy trùng bước á cả nhà. Tại vì hôm nay em kiểu vừa kêu tính kêu cô là thanh niên đó phủ đầu mình rồi. Là tính thăm ngàn em hả? Gì? Tính thăm ngàn xíu quách đó hả? Sao không đâu anh, lúc đầu á vào tính thăm ngàn mà thanh niên dập liên tục thôi. Mình xin phép. Chứ phần đó là rất là căng luôn. Nên ăn tới đây những cái nước cuối cả nhà húp vào á rất là đuối luôn. Căng rồi. Các fan sẽ ủng hộ em. Các fan ủng hộ nha, ủng hộ nha. Cố lên nha. Càng lắm. Sáng ăn gì chưa? Chưa ăn nên em mới sung á chứ. À, hèn gì. Vô kiểu như tự xử luôn cả nhà. Tự kêu rồi chăm này kia rồi. Làm rớp rãng này kia rồi. Bưng ra rồi lấy sắp tới nọ quét lên này nọ rồi. Được không? Được đó. Cả nhà muốn thấy cái sự mà kiểu như sung sức của Hùng á kéo lại khúc đầu. Và đây là hình ảnh tương phản. Cái không? Ờ được rồi. Kiểu như là nó chiếm diện tích rồi. Bây giờ nhấp từ từ từ. Cả nhà thấy được sự cố gắng của Hùng thì hãy đừng quên ủng hộ cho anh em mình nha. Hát cái cho tiêu quay rồi húp luôn. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Ta là súp. Lần cũng súp luôn. Nhà uống ít nước lắm nha. Anh này uống rất là ít nước luôn. Ô Hoàng ơi. Lúc đầu cô nhớ cô nói là không thể nào ăn hết đúng không cô? Hốc hết. Dạ con hốc hết nước luôn nè cô. Quá hay luôn á, thì không biết sao mà thì các tụi con có liền rồi đọc thì ra. Nội công ăn uống. Rồi. Có một tí nữa rồi à. Rồi mấy tí bắt được bộ rồi lòng nữa mà ăn hết. Có người ăn. Và tưởng là hai người ăn á. Cảm giác của cô Hoàng khi mà xem từ đầu tới cuối á, cô mới tin đúng không? Nếu mà nói không thì cô đâu tin đâu. Dạ dạ. Tới con hả? Chắc phải hẹn ngày nào món khác đi chứ quay chung món. Ăn hết. Mà tới giờ là rất là no rồi. Ở nhà tưởng tượng cái tô đó mà nó nhét vào bao tử. Giờ mình phải ngồi mình đợi cho nó tiêu tiêu bớt rồi mình mới dám đứng lên mình đi về. Chứ mà bây giờ mình đi ngang qua mấy cái ổ gà á là tứng lên tứng xuống á. Chạm hôm nay hai anh em mình đi hai chiếc xe nữa. Không ai đưa về á. Nên mình phải thủ sức thôi. Thì hôm nay mình đến với quán của cô Hoàng. Cô Hoàng thì mình nghĩ là một trong những cô mà bán từ rất lâu và được nhiều người biết đến á. Từ nãy giờ mình để ý thấy á, có nhiều khách đến đây, cô Hoàng lấy tô này, cô Hoàng lấy tô kia. Và có khách còn đến đây dạng như là lộn món nữa. Nghĩa là họ biết được bán 7 ngày 7 món luôn mà họ nhớ lộn. Mà đối với cô Hoàng thì
món nào ra món đó, ngày nào ra ngày đó cả nhà. Món hôm nay mình đến là ngay lúc cô bán là hủ tiếu gà. Gà ở đây cô bán là nói chung các bộ phận của con gà rồi, thì hình như là chỉ có không có cái đầu thôi. Cái cổ thì nó vẫn có nha, vẫn có cái cổ gà, má đùi, rồi đùi gà, rồi ức gà, chung rất là nhiều. Hôm nay mình ăn nửa con gà và mình thấy cái phần khó khăn nhất đó là cái thân của nó cái ức đó. Trời ơi, thịt quá trời luôn. Và một phần tiếu đây cô bán rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là cô có cái xá két để mà mình ăn cho chấm cùng với lại. Cả nhà lưu ý nha, mình nên xịt nước tương, tương là xá kén, là sa tế và một ít đường vào để cho nó có một cái mùi vị rất là riêng biệt. Ăn vào á, chấm với cùng một miếng gà cảm thấy nó là giống như một món gà đã được ướp qua những cái gia vị gọi là lạ và thần thánh nào đó. Dạ, cảm ơn cô. Cái muỗng này lạ quá à. Dạ, cái muỗng này ăn cho mau hết tặng á. Đập con cái này đập đá. À, đập đá. Ý là đập đá kia nha cả nhà, đập đập đá cục á. Thì cả nhà nha, mình sẽ để cái menu món ăn của cô Hoàng ở bên dưới. Nhà thích món nào thì có thể đến ăn món đó. Còn mình thì bây giờ sẽ rời xa quán này một thời gian thôi. Rồi, thì anh em mình trong cái fanpage trên Facebook, nếu như người yêu mến cũng như là muốn cập nhật các sự kiện căng game, event thì hãy like và nhớ fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ đặt phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn cho kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok anh em mình là Funny Hùng 116 và Võ Sư Lộc. Và hãy TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới, những các bạn bất cứ thế nào hãy đăng lại bình luận dưới comment và mình sẽ xem xét đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho các nhà cùng lớp nha. Ok.